Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với Lê Khoa Audio. Xin chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Và hôm nay thì Khôi giới thiệu tới anh em một cặp loa mà dành cho những anh em yêu thích loa Mỹ cổ. Trong đó anh em là fan của AR. Thì nói về AR thì có rất là nhiều dòng, nhiều đời để anh em nghiên cứu. Thì hôm nay Khôi giới thiệu với anh em một cặp loa nằm trong cái series của AR2. Thì trong AR2 thì nó có rất là nhiều AR2X, AR2A, AR2AX, rồi AR2 trơn, vân vân. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu với anh em cặp loa AR2A 4 quay anh em nhé. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em, quay cho anh em xem là về cái hình thức trước anh em ha. Cặp loa về cái thùng rất là đẹp anh em, cái thùng gỗ rất là tuyệt vời. Nói chung là những cái cặp loa bao nhiêu năm nhưng mà nó vẫn còn là cái thùng làng như thế này gọi là đẹp anh em nha, gọi là đẹp. Đó, Khôi quay cẩn cận anh em xem ha. Rồi cái phần đít thì tí nữa Khôi quay sau. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì các cái dòng anh em thấy, các cái dòng loa Mỹ cổ đều là thùng làng và có những điểm nhấn này anh em, có những điểm nhấn rất đẹp anh em nha. Ok, rồi đó là cái về cái hình thức của nó. Rồi tiếp theo thì bây giờ Khôi sẽ nói về cái căng cái lưới. Thì cái cặp này đã được căng cước lại rồi anh em nha. Thì có một cái như vậy thôi, tại vì anh em đều biết cái dòng mà AR2 mà 4 quay này á, nó là e căng liền. Còn khi mà mình cày nó ra thì gọi là mình phải đục nó ra anh em ha, thì nó phải bị mắc. Thì có nhiều trường hợp là bây giờ nó đứt, rồi trường hợp nó gãy, thì cái đó mình không thể nói trước được. Thì mình đã làm lại cái này thì mất cả chiều bạc anh em, gọi là căn cứ kim tuyến á nha. Thì thật ra làm thì để cho nó đẹp hơn thôi. Những anh em nào mà gọi là bỏ qua cái phần mà sưu tầm thì nó là một cặp loa hoàn hảo anh em nhé. Rồi ok, bây giờ thì Khôi sẽ tháo cái lưới ra anh em cùng xem được cái hình thức của nó. Đây đã làm sẵn luôn anh em, nó tiện lợi. Thì anh em lưu ý khi mà anh em mua cặp loa của Khôi về á, anh em cũng kéo nó ra ha, và anh em tuột nó xuống anh em nhé. Đó, rồi tí nữa Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em xem là tại sao mình phải tuột xuống. Cho những anh em lần đầu mà tra rờ á thì để mình biết cách mình hiểu được ha anh em ha. Rồi đây, đây là cái cặp loa AR2 4 quay anh em nha. Nó được thiết kế là một bát 25, một hai cái mic gọi là hai cái chung và một cái chấp phích anh em ha. Rồi thì đây Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em xem. Cái cặp AR này á thì nó có cái khe để đẩy cái lưới vào anh em ha, để cái lưới vào, nên khi mình tháo cái căng này ra thì cái lưới nó sẽ bị mắc, nó sẽ cắt đi. Nó sẽ cắt tới đây. Đây này, cái dấu nó còn này anh em. Nên có nhiều trường hợp là mình không làm được nên nó rách cái lưới hoặc là nó bị hư, nên buộc mình thay lại. Thay lại thì nó đẹp thôi anh em. Đây. Cái này căng cước kim tuyến nữa nè. Để làm được một cái lưới này là mất cả chiều bạc á anh em nha. Chứ không ít đâu. Ok. Rồi, đó là phần xong cái phần lưới. Bây giờ Khôi sẽ quay cái hình thức của nó anh em ha. Loa còn khá đẹp anh em. Đặc biệt là hát hò nghiêm chỉnh anh em ha. Đây là bánh bò này anh em, để ý nè. Đây là bánh bò anh em ha. Rồi, đây là chép phíp. Còn này hai cái trung. Thì trung này là trung giấy. Gọi là cái mic giấy anh em ha. Mic giấy, cụ này cụ móng. Đó là điều đặc trưng của cái AR. Râu thì râu lồi này anh em. Ok, thì đó là xong cái bên này, còn cái bên này ok cũng tương tự vậy thôi. Đặc biệt là cái màng bát này rất là nhúm anh em, để ý anh em ha, cái màng nó phải nhúm thì nó mới đánh ra được tiếng bát anh em nha. Rồi thì cái cặp này có một cái chút lỗi thì bây giờ Khôi sẽ nói luôn để anh em khỏi phải thắc mắc. Thì trong cái phần mà mình vận chuyển này, rồi mình tháo lưới này, mình vân vân, thì mình không có tránh khỏi những cái phần sơ suất anh em ha.
thì cái con này nó bị đụng vào nên nó có một cái đường đường có cái bị dập anh em nha. Bị dập này, mình quay rõ ràng ha, nên cái phần này mình dựng lại thôi. Chuyện này rất là đơn giản bình thường, không hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất âm anh em nha. Không ảnh hưởng tới chất âm. Thì nếu mà anh em không ngại thì mình có thể là làm hết cái phần này luôn. Mình sẽ dựng hết luôn để cho nó giống nhau. Cái này là quét keo lên thôi, không có gì hết nha. Ok, hoàn toàn là hoạt động bình thường, không ảnh hưởng tới chất âm. Khôi cam kết với anh em như vậy để anh em yên tâm khi mua hàng. Nhưng mà mình là người thật việc thật nên có sao thì mình sẽ nói vậy, mình sẽ báo trước cho anh em để nên yên tâm mua hàng anh em ha. Rồi, có vậy thôi. Còn tất tật là hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Cặp loa khá đẹp và đặc biệt là hai cái nó cũng khá giống nhau anh em nha. Rồi thì cái lưới này ra cùng xem lần nữa ha. Đó là AR2 bánh bò 4 đường tiếng đó đẹp, 4 quay đó. Để anh em cùng tham khảo nha. Anh em nào là yêu thích AR, là fan AR thì anh em hãy liên hệ với Khôi để trao đổi thêm thông tin các thứ liên quan, rồi anh em hãy chốt hàng anh em nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ quay cái phần đít loa để đây đây là cái phần phía sau đít của cái cặp loa này anh em ha. Khôi đã tháo đã quay lại để anh em cùng xem cho nó rõ anh em ha. Rồi thì Khôi thấy nó còn rất là đẹp, đặc biệt là cái gỗ, cái vân gỗ còn rất đẹp anh em. Bây giờ Khôi đưa máy gần hơn để anh em cùng xem nha. Đây, thùng góc rất là đẹp anh em. Anh em nhìn rất là tuyệt vời ha. Đó. Nói chung là cặp loa AR2 cổ, rất là cổ mà còn như vậy là đẹp đó anh em. Nói chung là tuyệt vời. Rất đẹp. Đây, Khôi đưa gần hơn để anh em xem cái đít này. Rất đẹp nha. Quá đẹp luôn. Ok. Rồi, thì bây giờ Khôi sẽ test chất âm để anh em cùng với Khôi nghe thử. Thì anh em để Khôi trong giây lát nha. Về cái phần phối ghép thì Khôi sẽ nói thêm sau khi mà Khôi lắp dàn vào anh em nha. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm cái cặp loa AR2 4 quay này. Thì thực chất ra thì test là để anh em biết cái con âm ly này, cái cặp loa này đã hoạt động và anh em để yên tâm mua hàng. Cùng một phần nào đó là để cho những anh em lần đầu tiên mà chưa chơi AR ở xa và không có cái điều kiện để đi tới những cái nơi mà có để nghe thực tế. Thật ra là nó quá nổi tiếng rồi anh em. Và hôm nay thì Khôi sẽ ghép với cái con âm ly cỏ thôi. Dinaco SCA80Q 80 đó thì chữ Q là Khôi nhầm, SCA80 để anh em cùng nghe thử anh em nhé. Và anh em nào cần thêm tư vấn phối ghép làm mới chất âm AR ngoài cái việc là ghép với Fisher thì hãy liên hệ với Khôi để Khôi tư vấn cho anh em nhé. Rồi bây giờ thì mời anh em cùng nghe thử và Khôi sẽ đánh giá vào cuối cái clip cũng như sẽ báo giá anh em tham khảo cặp loa này. Bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi nghe thử. Biệt nhau để
Năm đó vẫn còn lại bên tai cho tình càng chua cay. Chia tay dịu nào nồng nàn say cho lòng thôi chua xót. Trao nhau những phút giây ngậm ngùi này rồi người về. Sau thương với tháng năm tâm tư mình yêu hồn tìm đâu phút ban đầu khi màn nồng hai đứa những chiều về đón đưa hôm nay xin ra từ trọn đời xa cách dài luôn anh em ha. Thì tổng kết lại thì Khôi thấy cặp loa này cũng rất là đáng để anh em chơi, nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Chỉ có là mình căng cước lại cái cờ lưới kim tuyến lại thôi anh em nha. Rồi thì Khôi sẽ báo giá cho anh em tham khảo. Cặp loa này có giá là trên 20 triệu anh em ha. Thì anh em có thể tham khảo chung trên thị trường và sau đó thấy hợp lý thì alo cho Khôi để anh em mình cùng trao đổi thêm. Và có duyên thì anh em mình cùng giao lưu. Cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.